Xin được chào đón quý vị khán giả cùng đến với chung cư Hãy Yêu Nhau Đi. Được không chị ơi? Chị thấy là hợp đó. Khi gặp được đúng người thì họ sẽ dễ tính vô cùng. Thì từ năm 4 tuổi là em đã ngủ chung với bà cho tới lúc bà mất luôn. Góp một phần nho nhỏ về mỗi tháng lương của em chăm sóc cho ông nội với bà ấy.